Thông tin về các hoạt động trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại huyện Côn Đảo sẽ khép lại chương trình Hòa Nhịp trưa nay. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa phối hợp với công ty cổ phần công nghệ lưu trữ số hóa HT và công ty cổ phần xây dựng dân dụng và hạ tầng HTC thành phố Hà Nội tổ chức trao 20 suất học bổng nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động nằm trong chương trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 tại huyện Côn Đảo. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo cũng trao tặng 20 suất quà trung thu cho thiếu nhi nghèo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Bốn suất học bổng mỗi suất trị giá 10 triệu đồng vừa được Quỹ từ thiện Cô Sáu Quỳ Đất Đỏ trao tặng cho 4 sinh viên nghèo vượt khó của huyện Côn Đảo. Ngoài ra, Quỹ từ thiện Cô Sáu còn trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo. Những suất học bổng đã góp phần hỗ trợ một phần chi phí học tập, tiếp sức cho các em tiếp tục đến trường.